Vâng, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, tại thời điểm này là mới có 9 giờ buổi sáng của ngày 18 tháng 4 năm 2021. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ ở rất xa so với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh. Vâng, các bác có địa chỉ tại Lào Cai về trực tiếp cửa hàng âm thanh Lê Hạnh trong buổi sáng của ngày hôm nay, lựa chọn được hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Sản phẩm thì đã được đóng gói đây rồi, một cặp loa 77A màng FB. Sản phẩm thứ hai là một chiếc âm ly 2000X. Vâng, sản phẩm thì tổng bộ sản phẩm của bác thì có giá dưới 40 triệu một chút xíu. Cặp loa thì rất đẹp và chiếc âm ly cũng vậy. Tại thời điểm này thì đoàn khách hàng có mặt tại cửa hàng rất là sớm, mới có 9 giờ sáng thôi. Thì các bác chắc có công việc tập chơi đấy. Tập chơi mà chơi bộ này là đỉnh lắm ấy anh ạ. Vâng, sản phẩm thì khách hàng cũng đã thẩm âm với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rồi. Khi những vị khách hàng về trực tiếp cửa hàng có thời gian sẽ làm clip thông báo đăng lên kênh. Cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì đã có chủ. Vâng, và bộ sản phẩm này thì của vợ chồng bác khách, có cả bà xã đi cùng. Các bác rất là đam mê. Còn bác khách hàng đang hiện diện trước mặt đây thì trước là bác có mua bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh là một cặp loa Sequin Vega có modem là AT12 nhỉ bác nhỉ? Đúng rồi. Vâng, trước thì khách hàng cũng đã mua và ship COD lên tận nơi cho khách hàng, và đây cũng là hình thức bán hàng bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thì được các bác khách hàng đã tin tưởng và giới thiệu anh em bạn bè người chơi audio cùng với mình và trong khu vực cùng sinh sống với các bác, thì các bác cũng đã đặt niềm tin bên cửa hàng và đưa khách hàng về trực tiếp cửa hàng. Đây cũng là những lời quảng cáo của những vị khách hàng đã từng mua các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Vâng, vậy cửa hàng cũng rất là vui mừng và cảm ơn những vị khách hàng ở xa mà đã đặt niềm tin bên cửa hàng âm thanh Lê Hạnh để lựa chọn các thiết bị audio bên cửa hàng cung cấp. Vâng, điển hình như bộ sản phẩm thì đây là bác khách hàng cũng mới tập chơi audio, nhưng cửa hàng cũng tư vấn chuẩn chỉ cho khách hàng để khách hàng có thể ưng ý với những bộ sản phẩm mà mình lựa chọn bên cửa hàng. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây và thông báo cho quý vị và các bạn cặp loa 77A và một chiếc âm ly Sansui 2000X cũng đã được vợ chồng bác khách hàng có địa chỉ tại thành phố Lào Cai về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn đây rồi. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.